Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ N thì bữa này rủ được chị đẹp đi ăn cái món mà lúc nào cũng thèm. Anh sao đi ngay lúc quán rượu cũng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10. Mở chi nhánh thứ 10 đã giảm mà còn được tặng thêm cái món mình khoái nhất nữa nè. Mỗi lần mà ăn hàu nướng miso ở Hokkaido là chỉ có ghiền thôi. Tại cái sốt này vừa béo mà mặn mặn ngọt ngọt thơm là thơm. Mà ăn món tặng rồi thì giờ mình tới món chính nha. Ta nói bước vô Hùng Vương Plaza toàn là quán xịn khai trương thôi. Mà đợt này sushi Hokkaido kỷ niệm 10 năm rồi mở chi nhánh thứ 10. Cái thấy hoành tráng hơn hẳn ở nhà, đông quá trời đông. Mỗi lần tới đây là phải ăn mấy miếng cá hồi này cho thiệt là đã. Cắn miếng nào là chất lượng miếng đó, vừa dày vừa béo thích ghê á. Mà nhân dịp chị đẹp dẫn thì mình cũng mạnh dạn kêu thêm mấy cuộn bò wagyu nữa nè. Mà công nhận cuộn nào ở đây ăn cũng chất lượng dễ sợ. Ý mà cái cuộn tôm này giòn giòn thơm ghê á. Tính ra đó giờ cũng đi ăn được 6-7 chi nhánh của sushi Hokkaido rồi á. Mà không hiểu sao lần này đi ăn cái thấy nó ngon hơn hẳn nha. Ừ, chắc tại chị đẹp bào á. Mà đi một hồi cũng phải quay về cái bụng cá hồi thân yêu này thôi. Đúng là chất lượng của nhà hàng sushi nằm trong top được yêu thích nhất mà. Đẩy hết 5 miếng bụng cá hồi béo ngậy rồi mình chuyển qua chén miệng thôi. Nè kêu nhẹ mấy bánh kem để chúc mừng kỷ niệm sinh nhật cho cả hai ta. Mà miếng bánh kem này nó ngon xuất sắc luôn. Đúng là mấy món tráng miệng ở Hokkaido chưa bao giờ làm mình thất vọng. Chỉ có hơi rén tiền xíu thôi. Mà thấy không gian ở chi nhánh thứ 10 này trở về thiết kế thuần kiểu Nhật hơn. Tông gỗ đèn vàng đơn giản nhưng mà nhìn cũng sang trọng nha. Mà tới ăn nhớ đặt bàn trước chứ đông quá trời luôn. Nằm ở tầng 4 Hùng Vương Plaza nha.